Mình giới thiệu đến bạn một trận quyết chiến thư hùng giữa hai kỳ thủ cực kỳ nổi tiếng của Trung Quốc là Vương Thế Nhất đại chiến Mạnh Hùng. Trong ván đấu này, Vương cầm đỏ đi tiên, Mạnh cầm đen đi hậu. Đây dưới đây là diễn biến của trận đại chiến này mà các bạn theo dõi.
Đến đây, Vương Thiên Nhất, cao thủ số 1 thế giới, bị đánh tơi tả không còn manh giáp, đành đưa tay chịu chói. Trận đại chiến đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ đừng đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của kênh Cờ Tướng Đại Chiến. Xin chào và hẹn gặp lại.